Tình làng nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu. Tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay. Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người. Cưng đi, cưng. Ồ, gì dễ thương quá à. Ờ, cảm ơn nha. Mình gặp sau nha. Đi chị tính cho. Ê! Chị, đi làm gì vậy? Đoàn khúc hay của người ta. Tắt tivi đi, chị nói chị cho nghe. Biết bữa nay chị đi chợ, chị gặp ai không? Gặp ai? Cái người này em cần gặp luôn đó. Chuẩn mực xói ca. Thôi, chị làm ơn làm phước đi. Đừng có hành hạ em từ tinh thần cho tới thể xác nữa, em sợ lắm rồi. Trời, nói gì hành hạ ghê vậy trời. Nè, cái độ này nghe, nếu mà được á là ta lấy liền luôn đó, kết hôn liền. Được lấy liền chó. Ừ. Ở đâu ra sẵn vậy trời? Vậy mới ngon này chứ. Chắc là ế lâu năm rồi gặp hốt luôn nè. Em nghĩ chắc chắn là có vấn đề đó. Nè, yên tâm đi, cái độ này là chị có linh cảm là sẽ được. Chị có hẹn với người ta rồi, chiều mai đi ăn đó nha. Chuẩn bị cho đẹp đó nha. Đi ăn cái gì? Mời về nhà đi ăn luôn cho rồi. Mệt quá. Sao lại không ngủ được? Tắt đèn đi là buồn ngủ thôi mà. Chú đọc truyện cho cháu. Vậy hả? Vậy thì bà nội sẽ đọc cho cháu. Đi cưng, vô đây cưng. Bà Nhi nha. Đang ở châu Âu. Rồi làm mình đi sao quá vậy? Có vấn đề gì không vậy? Không có sao đâu Tư. Vậy á. Tại vì em đẹp trai quá, nó chiêm ngưỡng em không chịu nổi. Tự nhiên đi. Dạ anh đi. À đây là Hường, em gái chị. Chào Hường. À, còn đây là Khoa, kiến trúc sư. Wow, kiến trúc sư hả? Vậy à, chắc là tôi tưởng giỏi lắm ha. Hả? Gì? Tao tưởng hả? Kiến trúc sư mà tao tưởng hả em? À không, đừng có quan tâm tới Hường. Hôm nay Hường bị nhức đầu á. Hường hơi đảng tí thôi à. Thôi mình ăn đi ha. Gặp bữa ăn luôn ha. Ăn đi. Không mà em ngại quá. Trời ơi, ngại ngùng cái gì? Thì coi như là người nhà hết nhau mà. Trước là sao quen hết chị hai. Ăn đi. Hương gấp cho nha. Thôi được Hương ơi, Hương khó ngại. Hương ơi, Hương gấp nhiều quá. Từ từ đi Hương, từ từ Hương. À, từ từ hả? Tại Hương cứ nghĩ là món nào cũng ngon hết, cho nên Hương cứ muốn anh pha ăn cho hết. Nhưng mà nếu mà nhiều quá thì để Hương gấp ngược lại đi. Xong rồi cái Hương gấp từ từ từng món. Hương cứ làm vậy khó ngại quá. Không sao đâu. Anh ăn mực đi nha. Chị thấy em có lố không? Coi như tao chết rồi đi.
Em thấy ngại quá chị ơi. Ăn đi mà, không có ngại ngùng gì hết đó, coi như người nhà với nhau mà. Thấy mới mà thấy vậy em thấy ngại không quá. Sao đâu chị Hai, ăn luôn đi chị Hai. Đúng rồi, đừng ngại gì hết trơn á. Dạ nếu chị nói vậy thôi cho tụi em sống thử luôn. Rồi được thì tụi em cưới nhau luôn. Ủa sao vậy Hương? Chị ra cho em chăm sóc thôi. Cơm cá, cơm cá, cơm cá. Sao vậy? Hương Hương không thích qua hả? Thích. Đó là biểu hiện của thích đó. Công nhận kiến trúc sư mà suy nghĩ hiện đại và thoáng quá ha. Hương thích Khoa. Hương. Nhìn ánh mắt của Pha, Hương biết là Pha đang có một điều gì đó muốn nói với Hương. Toilet ở đâu vậy Hương? Ở đây. Đi nha. Hương, mày để nó đi đi, mày vô trong chi nó bực mày à? Quá. Hương, con này ơi, đẹp trai nè, sạch nè, mà thơm nữa. Được. Hương, trời ơi trời, mày đi ra trời. Chị, thích quá. Lần này á, là phải bao chị một chầu đó. Điện thoại của chị kìa. Điện thoại tôi á, điện thoại tôi. Đâu có đâu. Vậy điện thoại của nó nè. Để chị nghe nha. Ôi trời ơi, chị du dê quá. Điện thoại của chồng ta như nghe. Nghe con thấy ai vậy? Con nghe đi. Nghe coi. Vợ yêu là vợ rồi. Alo, khi nào thì anh mới chịu về nhà hả? Anh đi mà không liên lạc với vợ con, anh nhắn mình đi theo con nào thì anh đi luôn đi. Đừng bao giờ trở về cái nhà này nữa, nghe rõ chưa? Alo, tao trả lời tôi. Alo. Hương. Là sao? Sao gì? Vợ yêu gọi là sao? Trời đất ơi, vợ thôi mà, có gì đâu, bình thường. Vợ tôi mà có gì đâu bình thường hả? Thì vợ mà thích thì ở, không thích thôi. Trời ơi có gì đâu, thì bây giờ Hương thích Khoa thì hai đứa mình sống thử nhau, được thì Khoa về Khoa bỏ vợ. Trời trời trời, vợ mà thích sống thử được thì mà về bỏ vợ trời. Nói kiểu đó có bao nhiêu con vợ rồi? Có vài con chứ mấy. Vợ mà vài con hả mày? Trời đất ơi. Trời trời trời, thì có gì đâu, thì giờ sao? Thì bây giờ tôi thích thì tôi ở, vợ mà không thích thì tôi bỏ. Im nha, dẹp nha, dẹp hết. Đây ế, nhưng mà vẫn đứng trong tư thế ngẩng cao đầu. Trời đất ơi. Biến, khoan. Trước khi biến, để tôi tính toán cái đã. Tính cái gì, bây giờ tính cái gì nữa? Im lặng. Các bạn ăn ngày hôm nay 300.000 ba người. Ê khoan, khoan 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 khoan. Tính tiền ăn nãy hả? Đúng. Mấy người mời tôi lại đây ăn mà tính tiền ăn là sao? Bây giờ đi im. 300.000 chia đầu ba người, mỗi người 100.000, trả đi. Rồi đi. Gì bây giờ tôi phải trả tiền ăn này? Bây giờ có trả hay không? Thôi được rồi, nè, tiền đây nè. Đó, nè, 100.000 hả? Biết. Ui, đàn bà gì đâu mà không có văn minh thời đại này rồi. Vợ thích thì cưới, không thích thì... Biết. Ui. Sao số nhỏ em mình nó xui quá vậy trời? Nó không giống mình chút xíu nào hết trơn trời á.